coi con mèo cắt. Trời ơi con mèo ơi. Cắt. Con mèo ở đâu vậy con hả? Của người ta hả? Của người ta sao con hả không trả người ta đi? Trời đất ơi. Nè chút à. Trời đất ơi, thấm rồi con ba, trời đất ơi. Con coi, cái coi. Trời đất ơi. Nào, kéo ra đây con coi coi. Trời đất ơi, con sắp. Trời đất ơi. Con đâu có lấy đâu. Hả? Trời đất ơi. Con sắp trời đất ơi. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Thôi nào đi trời đất ơi. Thôi nào đi trời ơi. Xấu rồi. Gửi lời chào cả nhà. Chào cả nhà ơi. Ngày hôm nay thì Ngôn đang đi trên một đoạn đường, thì có tình cờ đi ngang nhà của cô Hà. Và cứ rất là bất ngờ khi mà Ngôn vào thăm cô Hà cả nhà. Ngôn lại phát hiện ra lần này thì cô Hà lại có một con mèo. Cô Hà ôm một con mèo như vậy để mà ngủ ban đêm hết cả nhà. Dạ rồi. Thì bây giờ để tìm hiểu về câu chuyện ngày hôm nay, Ngôn xin mời cả nhà mình cùng bắt đầu theo dõi video nha. Dạ. Cách này con làm ăn cũng đỡ. Lâu quá không gặp cô Hà khỏe không? Trời ơi, ôi cái nghề cũng không ổn, trời ơi, cậu. À, tài xế của con. Dạ. Lâu quá con không gặp cô Hà khỏe không? Trời ơi, nhảy coi. Dạ. Rồi, cô công an này thế nào? À, con hả? Không, công an. Công an cấp này bệnh lại rồi cô Hà ơi. Sao rồi hả? Ừ. Cũng bệnh lại luôn rồi. Ừ, hả? Dạ. Và mấy bữa nay cô Hà làm gì vậy? Hả? Mấy bữa nay cô Hà làm công việc gì? Ừ, thì việc đó mà cũng ở cái này nè. Và chị hả con? Dạ. Giờ cậu nay đi đâu về á? Con đi trên đường á, rồi thấy cô Hà nè. Ừ. Lâu quá không ghé thăm. Ừ. Bữa nay ghé thăm coi sức khỏe cô Hà làm sao rồi. Cô Hà có cái túi ai tặng hay gì á mà. Ừ. Cái này cô Hà có ôm con gì nữa không? Ừ, cậu hả? Qua trên đây. Cậu đã gặp mấy ông mấy mà. Cậu... Anh Nhân hay gì? Ông Khải. Thì ngon đó, đó. Anh Thiện hả? Ừ. Anh Thiện cái này ở nhà làm vườn quýt rồi. Ừ. Vườn cam. Ừ. Dạ. Không rồi con gái của Hà có thăm cô Hà không? Không có cậu. Không có hả? Rồi cô Hà chưa bỏ khăn ra nữa. Lâu quá không gặp mà chưa bỏ khăn nữa. Ừ. Cô Hà ăn cơm chưa? Rồi cậu. Cơ hàng trong rồi ha. Dạ. Dạ. Mì dạo. Dạ. Mì dạo. Tao ăn tao. Có giàu đâu. Tại, tại bụng con bự chứ con đâu có giàu đâu. Dạ. Trời ơi cậu. Cấp này mùa mưa lớn quá rồi. Ở đây có giọt không cô hả? Giọt. Giọt thế không? Con tưởng đâu là gặp cô Hà lâu quá không gặp rồi gặp lại là cô Hà vớt khỏe bệnh rồi. Hả? Bắt tay hay gì? Thôi cậu nào. Sao cô Hà đưa tay là cái gì? Con tưởng cô Hà kêu con bắt tay với cô Hà chứ. Bữa nay ghé thăm cô Hà là coi cô Hà có ôm cái con gì nữa không? Đâu lục ra coi con có con gì không? Đâu vậy? Cậu. Sao không cho con coi vậy? Đưa tiền nè coi coi. Mất tay hay gì? Không, hả? Tiền nè, tiền. Có tiền rồi vẫn coi, không có. Tiền rồi phải hát tặng bản mới đưa nha. Tặng hát sao? Sao cũng... Mất tay hay gì? Cậu.
thất bại hay gì? Không hả? Anh à, đưa cái chuyện cho ăn mọi người thằng đâu ai ai rồi. Rồi cho tiền ha. Ờ, lấy tiền hả? Cậu, trời trời. Cho tiền là hát tặng nha. Dạ, quá. À, cậu, trời ơi. Đó, bây giờ bây giờ con tặng trước một tờ nè. Đó, rồi hát tặng con bài đi rồi. Cô hát bữa nào cậu. Rồi một bài nữa là tặng tờ nữa. Cho cậu. Ở gần nhà. Dạ gần. Gần nhà chở con đi quay nè. Nào. Thôi con nhớ quá, con ghiền quá. Trời đất. Lâu quá không nghe con ghiền. Bữa nào mà cậu lại chơi rồi. Trời ơi. Cấp này con đi làm việc nhiều lắm, mình đi xa đó. Lắm. Ừ, lâu lắm mới ghé được cô Hà. Tặng bản đi trời đó ông chạy đi luôn rồi. Rồi, rồi, đi rồi đó, rồi chơi. Chơi. Con quăng sao đau lên nữa hả cậu? Đau lên nữa rồi. Trời con sao cô Hà có bớt sao không bớt bệnh luôn ta? Tôi hả? Ừ. Thấy hồi con nặng đi tu. Ấy con gọi cậu ông Khải hả? Có gặp anh Khải nữa. Anh Khải có thăm cô Hà không? Cái này cũng lâu rồi, cũng lâu rồi. Quá trời mưa dột. Ôi cậu, nghe rồi con chị đi. Rồi đi ngủ. Trời ơi, cậu. Cậu nó cũng thấy cũng cực. Lâu rồi không ghé cô Hà đó chứ bộ. Nay sẵn đường thấy cô Hà ghé luôn. Gì vậy? Hù hết hồn á trời. Tự nhiên hù cũng hết hồn à. Dạ. Hả? Cô Hà nói gì con không nghe. Đương có một trời đó. Hôm bữa con có tặng cô Hà mấy cái khăn á, cô Hà sao không thay? Bữa nào? Hôm bữa con với Nhân xuống đó, tặng cho cô Hà khăn đó. Rồi đâu hết rồi? Không khá lên nổi ta. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Trời cô Hà ôm con mèo. Trời ơi. Con thấy con mèo rồi đó. Nào dập ra cho con coi đi, con không lấy. Dập ra cho con coi, con không lấy. Đấy, cô dập ra con coi. Thôi, con lấy con mèo nữa đó. Đâu dập ra cho con coi đi, con không lấy. Rồi dập ra. Dập ra hết luôn. Sao bữa nay cầm con mèo nữa vậy ta? Thôi đừng đàn áp đó nghe. Con đâu có đàn áp của Hà. Con là con cháu thăm của Hà. Bữa nào. Con coi con mèo cái. Trời ơi con mèo. Con mèo ở đâu vậy con Hà? Của người ta hả? Của người ta sao con Hà không trả người ta đi? Con coi cái. Con coi xíu à. Con coi thử à, con có thấy. Con có lấy đâu. Trời ơi con mèo bự kìa. Con coi cái à. Trời đất ơi, thịnh nó thơ, tao cậu không tụng. Nói đâu nữa, nó đạp trong tiền không. Hả? Ở đây. Đi đâu? Đi coi. Trời đất ơi, sao cậu nó đạp. Hả? Trời đất ơi, trời. Con coi không mà. Trời đất ơi, nào đi trời đất ơi. Con coi cái coi. Trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất. Hôm bữa đâu phải con lấy con gà đâu. Không, không phải con.
Đâu con coi chút à? Trời đất ơi, không còn có ba trời đất ơi. Con coi cái coi. Con trời đất ơi. Nào, kéo ra đây con coi coi. Trời đất ơi, con trời. Con đâu có lấy đâu. Hả? Trời ơi. Con sắp trời đất ơi. Trời ơi, con ói luôn rồi nè. Con mèo hí gớm muốn chết luôn à. Con đâu có lấy đâu. Phải gọi đi cho mình. Thôi con. Ngói cũng chết luôn rồi nè. Thôi bây giờ mình bỏ con mèo đi. Cô Hà. Trời ơi trời của mèo. Đâu phải con lấy đâu. Hôm bữa ông Thiện lấy. Hôm bữa anh Thiện lấy không phải con. Thiệt. Con thăm của Hà mà. Dạ. Thôi được rồi, chào đất ơi. Vậy đi uống cà phê đi. Đi. Đi uống cà phê với con đi. Dạ. Con đâu? Con Hà làm người ta chửi con nữa kìa. Người ta tưởng đâu con làm gì cô Hà không à. Bữa đó là con gà là anh Thiện lấy phải con đâu. Con là con cháu của cô Hà, cô Hà không nhớ hay gì. Vậy bây giờ con đi về hay gì? Bữa nào cháu đi về nào lại thăm nha. Bữa nào đi gần lắm. Rồi bây giờ cho con vô nhà thăm cái đi rồi con về. Cười cái đi rồi về. Cười cái đi con về. Rồi con Hà cười cái đi con về. Nè con Hà quay qua cười con cái con về. Cười cái chạy. Rồi bữa nào ghé ha. Có con xuống dưới ngửa tay. Con đi xuống dưới ngửa tay cái. Đi. Dẫn đường con đi ngửa tay cái. Con ngửa tay cái con gì à? Hả? Con đi vô ngửa tay cái nha. Oh,
Con đâu? Sắp bỏng đầu ấy. Rửa tay rồi rồi, rửa chân. Con cháu mà không cho vô nhà nữa. Con cháu rồi ta cho vô nhà thăm được. Vậy bữa nào hết bực bội rồi lại nha. Hứa nha. Đâu có, con quay vòng vòng mà. Con đi chơi, đi ấy đi chỗ nào cho đi. Con quay vòng vòng mà. Vòng vòng có luôn. Con không có lấy con mèo đâu, thiệt. Hả? Con có lấy. Đúng nào. Cô Hà không tin, cô Hà ra ngoài đi, con không có lấy con mèo đâu. Thiệt. Con quay vòng vòng không mà. Thôi được rồi, đi. Trời ơi, dùng chân cái cậu cháu cậu. Cậu quá trời đất. Ai đi cậu đây vậy? Dạ. Đâu có, con quay vòng vòng quần áo nè. Thôi được rồi, con quay đồ cũ nè. Thôi trời ơi, được rồi cậu ơi. Trời đất ơi, rồi được rồi. Nào đi chơi lại vậy nữa. Cô Hà xã con lấy con mèo hay gì? Thôi nha, cậu tôi. Dạ. Thôi được rồi, như nào đi lại, nào đi chơi, nào chơi. Con cho con quay đi, con không có lấy mèo thiệt. Thôi được rồi, quay rồi con. Con mau, trời đất ơi, cậu ra. Cậu giờ à, có dập. Con cháu mà cô Hà chửi con còn hơn gì nữa. Quay rồi, cậu cháu nào lại chơi, nào đi, nào. Gì vậy? Con là con cháu của cô Hà, con thăm cô Hà mà cô Hà chửi con quá trời luôn rồi. Giờ bữa sau dám thăm. Trời đất ơi. Dạ cả nhà ơi, vừa rồi là cuộc trò chuyện cũng như là thăm lại cô Hà, một người phụ nữ trùm kính mặt quyền bí, cho cả nhà mình được xem ạ. Dạ, thì cùng với đó là một sự phát hiện cũng khá là ngạc nhiên trong ngày hôm nay, là mình đã phát hiện ra là có một con mèo và cô Hà đang ôm một con mèo và Ngôn đang tìm cách lấy, tuy nhiên không được như cả nhà. Cô Hà phản ứng rất dữ dội. Dạ rồi, bây giờ thì Ngôn xin phép được kết thúc video tại đây, và Ngôn hy vọng rằng sẽ được cả nhà like cùng với đăng ký ủng hộ tinh thần cho Ngôn ạ. Ngôn xin chào và chúc cho cả nhà có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày nha. Xin chào.